Sự đối đầu đầy thù hận. Đừng tìm nó nữa. Tao biết là mày bắt cóc con trai tao. Tôi cũng biết chính anh đã giết con trai tôi. Hãy làm nó sống lại dù chỉ một phút, để tao có thể ôm nó một lần cuối. Lòng thù hận khiến cuộc sống sau này ra sao? Không được gọi ta là bố. Làm ơn đừng gọi như vậy nữa. Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nhé. Đi ra. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Sự thật nghiệt ngã, phát sóng 11:35 hàng ngày trên kênh TTV. Một tình yêu cổ tích. Tôi đã có một ước mơ. Đó chính là sau khi lớn lên được lấy anh ấy. Chị Vi, con có bằng lòng không? Con cũng bằng lòng. Nhưng Lâm Tĩnh đã phát hiện ra điều bất ngờ. Tình yêu của họ sẽ ra sao? Em cũng muốn xem. Không liên quan đến em. Trả cho anh. Em muốn xem. Trong lòng anh có người khác rồi. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Thanh Xuân Không Hối Hận, phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Kế hoạch độc chiếm tài sản cai nghiện có lợi cho mẹ con tôi nhất. Chuyện này tôi sẽ đền ơn. Bà Kế Hiền nghĩ sao? Nếu tôi nhận cả tiền lẫn tình. Chừng nào chút ngôn thảo xong, ông chép ra một tờ rồi đưa lại cho tôi xem. Có gì tôi sẽ sửa vô đó. Chúng ta hạn chế gặp nhau cho tới lúc tôi trả ông một lần hai món nợ. Chừng nào thị Nho chết rồi các con mới được hưởng. Nếu đứa nào không thuận ý khi tôi chết rồi mà sanh chuyện thưa kiện thì phải mang tội bất hiếu. Chỉ chờ tí thấy tí vừa lòng. Anh hai đừng ký, anh hai ơi. Chừng nào má mời chết quý khán rồi, giả đón xem những tập tiếp theo bộ phim Con Nhà Giàu 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy trên TTV. Trình Vận hạnh phúc bên Lâm Phương. Làm gì thế? Cảm hứng sáng tác. Anh dẫn em đến chỗ bán đồ gia dụng làm gì? Mua bàn cho em. Sao tự nhiên anh lại mua bàn? Sau này em phải ở nhà anh viết bản thảo, biết chưa? Địch Chi và Quang Huệ vẫn đang bế tắc trên con đường tình yêu. Anh với cô ấy đã chấm dứt hoàn toàn. Anh nghĩ em còn tin kẻ lừa gạt như anh à? Làm cái gì thế? Đồ yêu tinh. Sao cô lại làm thế? Cô bình tĩnh lại đi. Đừng có động vào tôi đang làm gì, cô hỏi cô ta thì biết. Tôi mới là vị hôn thê của Vệ An. Cô dám hoang tưởng đòi lấy anh ấy à? Tại sao anh lại tặng hoa hồng cho tôi? Tại sao anh lại nói thích được đưa tôi về nhà? Tại sao tôi lại ngồi đây, tại sao hả? Tay của em đau lắm phải không? Để anh xoa cho. Ai là Quang Huệ? Ai là Địch Chi? Đây là Quang Huệ. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Cô Gái Trên Cây Sake, phát sóng vào 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Nhưng mới thấy thôi.